Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì trong cái tựa game này nó vừa mới update một cái vật phẩm limited edition mới nha các bạn. Thì nhiệm vụ của nó là nó yêu cầu các bạn đi tìm 3 cái vật phẩm. Sau khi các bạn đi tìm được 3 cái vật phẩm và bỏ vào đây á, thì các bạn có thể nhận được cái UGC này nha các bạn. Thì hiện tại nó hết số stock của các bạn. Nó sẽ reset số stock vào 12 giờ tối mỗi ngày nha các bạn. Có nghĩa là khi mà lúc mà 12 giờ tối á, tương ứng với lại 0 giờ 0 phút 0 giây các bạn, thì nó sẽ reset stock nha các bạn. Thì mỗi lần nó reset á là sẽ là 700 stock nha các bạn. Thì nên là cái UGC này nó hết khá là lâu các bạn. Tại vì một ngày nó chỉ leak có 700 stock thôi các bạn. Nhưng mà nó có tới tận 25.000 lần nên là rất là lâu để mà hết. Thì bạn nào mà chưa vào được Roblox á thì các bạn cứ từ từ bình tĩnh các bạn. Vẫn còn cho các bạn khi mà các bạn chơi được nhá. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.